Biểu tình ở Thái Lan đã kéo dài đến tháng thứ ba và dường như chưa có dấu hiệu thuyên giảm, nếu không muốn nói là ngày càng căng thẳng hơn. Nữ thủ tướng Yingluck Shinawatra đã tỏ ra kiên cường trước làn sóng người biểu tình đầy phẫn nộ. Nhưng có lẽ nền kinh tế vốn nổi tiếng miễn nhiễm với bất ổn chính trị như kinh tế Thái Lan đã thực sự gặp vấn đề nan giải. Suốt một tuần lễ qua, nông nghiệp Thái Lan đã bị đình trệ khi nông dân kéo nhau đi biểu tình đòi nợ chính phủ. Hàng trăm nông dân trồng lúa đã bao vây văn phòng tạm của Thủ tướng Thái Lan Yingluck Shinawatra, đe dọa tấn công tòa nhà nếu như bà không ra ngoài để nói chuyện với họ. Nguyên nhân là do những người nông dân không được trả tiền cho mùa vụ mà họ đã bán cho chính phủ. Trong chương trình thu mua gạo quốc gia, chương trình đã giúp cho đảng Phe Thái của bà Yingluck giành chiến thắng và mở đường cho bà lên lãnh đạo đất nước. Những người biểu tình nói thêm rằng, nếu như bà Yingluck không có câu trả lời, bà nên từ chức và để cho chính phủ mới giải quyết khoản nợ nần này. Con cái tôi đang sắp chết đói, chính phủ nói dối. Họ hứa rằng chúng tôi sẽ được trả tiền dần dần, nhưng khi nào thì chúng tôi mới nhận được. Từ trước đến nay, nông dân hầu như không tham gia vào các cuộc biểu tình chống chính phủ. Nhưng lần này họ đã hành động. Thực tế, ngay khi nông dân bắt đầu lên tiếng, bà Yingluck đã xuất hiện trước công chúng, gửi lời xin lỗi đến họ bằng một thái độ hết sức bình tĩnh. Tôi thật lòng gửi lời xin lỗi đến tất cả những người nông dân đã tham gia vào chương trình thu mua gạo quốc gia. Họ là những người phải chịu thiệt thòi nhiều nhất khi nhiều chuyện không hay đã xảy ra, khiến cho hoạt động của chính phủ bị bất ổn. Một cơ quan chống tham nhũng đã tiến hành điều tra chương trình thu mua gạo của chính phủ do bà Yingluck đứng đầu. Trước đó, Ngân hàng Tiết kiệm của chính phủ Thái Lan cho biết đã cho Ngân hàng Nông nghiệp vay 5 tỷ bạc, tức tương đương trên 153 triệu đô la, nhưng không xác nhận xem liệu tiền đó có được dùng để trả cho nông dân trồng lúa trong chương trình thu mua lúa gạo của chính phủ hay không. Hiện tại, chính phủ đang nợ gần 1 triệu nông dân số tiền khoảng 4 tỷ đô la và nếu như không thanh toán nhanh chóng để làn sóng phẫn nộ của nông dân dịu đi, thì ngành nông nghiệp của Thái Lan sẽ gặp phải vấn đề lớn. Rõ ràng, trong bối cảnh này, mặc dù nữ thủ tướng Yingluck và chính phủ đương nhiệm có vững vàng đi chăng nữa, thì kinh tế Thái Lan cũng đã lung lay. Ban đầu, nhiều nhà đầu tư cho biết họ vẫn trung thành với thị trường Thái Lan, nơi nổi tiếng miễn nhiễm với bất ổn chính trị. Nhưng nếu đến cả nông nghiệp cũng bị đe dọa, thì không có gì đảm bảo nhà đầu tư không thay đổi quan điểm, đặc biệt là khi không chỉ có nông nghiệp mà cả thế mạnh về du lịch của Thái Lan cũng đang gặp vấn đề. Ngành du lịch của Thái Lan bị tổn thất nghiêm trọng khi vào mùa cao điểm tháng 12 mà tăng trưởng chỉ có 6,7%, trong khi vào tháng 12 năm 2012, mức tăng trưởng này đạt đến 30%. Theo Credit Suisse, nếu như bất ổn chính trị vẫn tiếp diễn trong năm nay, lượng khách du lịch đến Thái Lan trong năm 2014 sẽ không tăng. Một thực tế là vận xui của du lịch Thái Lan lại đang là cơ hội cho các nước trong khu vực, nhất là Malaysia và Indonesia. Malaysia đang tỏ ra rất tích cực trong việc xúc tiến và quảng bá du lịch. Credit Suisse đã nâng dự báo tăng trưởng du lịch của Malaysia trong năm nay từ mức 5% lên mức 5,3%.